Tình trạng nhiệt độ tăng trên trái đất đang khiến cho con người khó ngủ hơn. Một nghiên cứu mới cho thấy là con người sẽ ngủ ít hơn khoảng 44 giờ mỗi năm do thời tiết nóng hơn trong thế kỷ này. Nghiên cứu được đăng trên tạp chí One Earth tháng này cho thấy là vào những đêm nhiệt độ vượt quá 30 độ C thì con người trung bình sẽ ngủ ít hơn 14 phút. Con người ngủ ít đi chủ yếu là do nhiệt độ cao khiến cho cơ thể khó đi vào giấc ngủ hơn. Nghiên cứu được thực hiện với hơn 47.000 người ở 68 nước trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2017. Việc thiếu ngủ thường khiến cho con người có tâm trạng thất thường, nhận thức và hiệu suất làm việc kém đi, cũng như là có thể bị trầm cảm và dễ tức giận. Thiếu ngủ cũng làm giảm sức đề kháng, làm tăng huyết áp và các vấn đề về tim, dễ gây tai nạn và tăng tốc quá trình lão hóa.